Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Đài Loan muốn thoát trùng. Bài viết hôm nay do Trang Nguyễn biên soạn qua chương trình bài. Thưa quý vị, cho tới khi trở thành ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất ở tại Đài Loan, thì bà Thái Anh Văn vẫn sống một mình trong một căn nhà rất bình thường ở tại Đài Bắc với lại hai con mèo của bà. Và vẫn đi một đôi giày suốt hơn 16 năm qua. Điều đó đã tạo ra một hình ảnh của một vị lãnh đạo thực sự gần gũi với lại dân chúng và muốn phục vụ lợi ích của dân chúng. Trong khi đó, thì người dân Đài Loan ngày một tin rằng phe đối lập quốc dân đảng của cựu Tổng thống Mã Anh Tài chỉ đứng về phía người giàu và chính quyền Trung Quốc. Chính vì thế, vào ngày 16 tháng Giêng, thì bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng một cách vẻ vang với 56% số phiếu bầu và bà trở thành một nữ tổng thống đầu tiên của hòn đảo này. Điều gây ấn tượng hơn nữa đó là đảng của bà đã giành được 68 trong tổng số 113 ghế viện lập pháp so với lại con số chỉ là 35 ghế của Quốc dân Đảng cầm quyền. Đây là lần đầu tiên Quốc dân Đảng và các đồng minh mất quyền kiểm soát quốc hội kể từ khi ông Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan vào năm 1949 và đó chính là một bước ngoặt. Mối quan hệ của Đài Loan với lại Trung Quốc từ nay sẽ trở nên bất định. Đài Loan cương quyết khẳng định chủ quyền độc lập và tránh xa Trung Quốc còn phía Đại lục sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để có thể chiếm lại hòn đảo 24 triệu dân này. Chiến thắng của tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chính là một chứng minh hùng hồn nhất cho một quy luật bất biến. Những gì đi ngược lại với lại xu thế phát triển của thời cuộc sẽ bị đào thải. Và người dân Đài Loan đã chán ngấy chính phủ du nhược của Mã Anh Cửu với những mối quan hệ ngày một thân thiết với lại Bắc Kinh. Và luận điệu hống hách của Bắc Kinh rằng Đài Loan mãi mãi thuộc về Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ 8 năm của mình, thì ông Mã đã ký 23 hiệp định giữa hai bờ eo biển và thậm chí đã gặp ông Tập Cận Bình. Ông Mã cũng đã tính đến chuyện là vực dậy kinh tế nhờ mối làm ăn với lại Trung Quốc. Tuy nhiên, cử tri Đài Loan vốn đã được sống trong nền dân chủ, trở nên cảnh giác trong việc để Trung Quốc cộng sản độc tài có quá nhiều ảnh hưởng đến hòn đảo của họ và đó là một lý do cho sự thất bại của quốc dân đảng là một cựu giáo sư luật uyên bác, bà Thái đã phát biểu một câu trong ngày chiến thắng của mình khi nói về quan hệ chủ quyền với lại Trung Quốc rằng các giá trị của nền dân chủ đã ăn sâu vào máu của người dân Đài Loan và sẽ không chịu để thay đổi. Bà khẳng định sẽ cho Đài Loan một chính phủ kiên định cho một việc bảo vệ chủ quyền hòn đảo. Nhưng chiến thắng của bà Thái cũng đồng nghĩa với việc bà sẽ đối mặt với hàng loạt những khó khăn và bất ổn cũng tương tự như vị thế của bà Aung San ở tại Myanmar. Bà Thái trước hết là phải gánh chịu và khắc phục những tàn tích của chế độ cũ. Đảng DPP của bà hứa hẹn một loạt biện pháp kích thích kinh tế, bao gồm thiết lập 5 trung tâm công nghiệp và sáng tạo trên khắp Đài Loan, cải tổ triệt để hệ thống giáo dục và nỗ lực thúc đẩy du lịch. Do đó, đảng DPP muốn khuyến khích các doanh nghiệp Đài Loan có vốn đầu tư ở tại Trung Quốc xem xét việc chuyển cơ sở hoạt động về Đài Loan. Tuy nhiên, những cải trắng này sẽ đẩy bà Thái vào thế kẹt và dạy cảm. Nền kinh tế của Đài Loan vốn đã chật vật với tăng trưởng thấp và thất nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan tin rằng việc làm ăn ở tại Trung Quốc hoặc mở cửa cho Trung Quốc có thể giúp cứu vãn nền kinh tế. Vì vậy, việc bà Thái muốn cắt đứt các mối quan hệ với lại Trung Quốc và thu phục các công ty về Đài Loan tại Trung Quốc quay trở về đầu tư trong nước là một con dao hai lưỡi về lâu về dài, nó sẽ giúp Đài Loan thoát chung và khôi phục vị thế độc lập về kinh tế. Song mặt khác, trong ngắn hạn thì những sách lược như vậy có thể gây ra những gợn sóng tài chính và có thể làm đảo lộn nền kinh tế vốn đã không ổn định của Đài Loan. Được biết hiện giờ, có khoảng 25% hàng hóa xuất khẩu của Đài Loan là sang Trung Quốc, cộng thêm 13% sang Hồng Kông, lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc gần một nửa trong số kỷ lục 10 triệu du khách thăm Đài Loan vào năm 2015 đến từ Trung Quốc. Và đồng thời, nó chắc chắn sẽ chọc giận Bắc Kinh và đẩy mối thù địch giữa hai bờ eo biển sẽ quay trở lại. Và người dân Đài Loan vốn đã mệt mỏi với những vấn đề cơm áo gạo tiền thì liệu có dễ gì bình tĩnh và quyết tâm vững lòng kiên quyết từ bỏ những ảnh hưởng kinh tế từ Trung Quốc hay không? Bà Thái từ chối cái gọi là đồng thuận vào năm 1992 giữa quốc dân đảng và chính phủ Trung Quốc. Sự đồng thuận này nói rằng cả hai bên đều thuộc về một Trung Quốc, nhưng Trung Quốc nào thì lại có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Ông Tập Cận Bình đã từ lâu tìm cách khẳng định rằng tất cả các nhà lãnh đạo Đài Loan đều xác nhận đồng thuận này. Và chính vì thế thì thái độ của bà Thái đe dọa Bắc Kinh rằng hòn đảo này một lần nữa có thể trở thành điểm nóng cho khu vực và khiến cho Bắc Kinh phải đau đầu. Thưa quý vị, tất nhiên, Bắc Kinh chẳng vui vẻ gì về sự kiện này và giống như những chiêu trò với lại các tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc đã dùng các phương tiện truyền thông trong nước liên tục cố ý hạ thấp những cuộc bầu cử của Đài Loan. Ví dụ như là thường đề cập tới những cuộc bầu cử tổng thống trong hoặc kép và bỏ qua các cuộc tranh luận chính trị của hòn đảo. Điều đó đã phản ánh việc Trung Quốc không thừa nhận chủ quyền của hoàng đảo hay đúng hơn là nền dân chủ của nó. Tuy nhiên điều đó cũng phản ánh những lựa chọn khó khăn của ông Tập Cận Bình. Ông Tập có thể áp đặt trừng phạt kinh tế đối với lại Đài Loan, chẳng hạn như là bằng cách giảm lượng du khách Trung Quốc đến hòn đảo này hoặc có thể chấm dứt cái gọi là hưu chiến ngoại giao. Mà qua đó thì Trung Quốc không gây khó dễ cho 22 nước vẫn còn duy trì quan hệ ngoại giao với lại Đài Loan. Tuy nhiên, nếu ngược lại, nếu áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế hay là ngoại giao lên Đài Loan, thì Trung Quốc đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ vĩnh viễn mất đi sự ủng hộ của người dân Đài Loan. Nhưng ít nhất lúc này, người dân Đài Loan có thể hưởng thụ một quá trình dân chủ sôi động. Vùng đất duy nhất sở hữu điều này trong thế giới của người gốc Hoa và thực tế là họ đã bầu ra nữ lãnh đạo đầu tiên của một nền dân chủ châu Á, người không đi lên Nhờ sự nâng đỡ của một bậc họ hàng cha chú, bà Thái là một người phụ nữ tự lập đại diện cho một dân tộc tự cường. Thưa quý vị vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Đài Loan muốn thoát tục. Bởi với hôm nay, do Trang Nguyễn biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.